Giờ mình sẽ đi rửa gà nha các bạn. Thịt gà cái ấm. Rồi nấu nước gà. Nấu nước gà đây. Nấu muối vô lại. Giờ không muối đã gà nha bạn. Cánh gà chiên lên nước mắm là auto ngon luôn nha bạn. Quá chảy luôn. Bọn mình sẽ ngâm ở đây cho nó mềm, xong rồi bọn mình sẽ đi ướp gia vị rồi chiên nha bạn. Chắc chắn nha bạn là món này ngon lắm nha. Mềm rồi, để qua nha bạn. Xong bọn mình sẽ rửa lại 2-3 lần nữa nha, cho nó sạch. Rửa hào trước. Lên xíu các bạn ơi, rửa cho nó sát nhất luôn nha bạn. Sốc cho nó gáo rồi xong cho Tiểu Phương chiên nha bạn. Bây giờ mình sẽ rửa dưa leo với xà lách. Sốc ơi, lấy giùm chị cái thau đi phát. Giờ mình sẽ đổ dưa leo vô. Giờ mình với ông Phát đang rửa dây leo với xà lách nha các bạn. Hiện tại mình đang rửa xà lách nha. Rồi tắt nước đi. Rồi xong, bây giờ mình sẽ chuẩn bị vô chiên cánh gà. Mình sẽ xả nước mình luộc trước nha, cho gà nó chín rồi sau đó chiên á thì nó không bị sống. Giờ mình sẽ bắt nước lên. Đó. Rồi ok. Nhà tới mưa quá trời gạo luôn các bạn ơi, giờ mình ăn gạo tắm nha. Cho nó thơm với ngon nữa. Mình ăn một lon bự với 5 lon nhỏ mới đủ với các bạn. Giờ mình vô gạo nha các bạn. Mình vô 2-3 muỗng cho nó sạch nha. Trời đi bắt mình nồi cơm. Nước sôi quá rồi, để tôi để cánh gà vô nha Tiểu Phương. Giờ mình bưng nồi cơm lên mình nấu nha. Nhấn nút xong. Để luộc xong rồi, để gáo rồi. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên mình chiên. Bây giờ mình sẽ bật ga lên. Chảo đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ chế dầu vô. Bây giờ mình sẽ thả gà vô. Mình mới chiên như đây đã đầy rồi, chút xíu mình sẽ chiên nhãn thứ hai mới được. Giờ mình sẽ lột tỏi ra, chút xíu mình thử nha. Giờ mình sẽ cắt tỏi này mình để mình làm nước mắm, còn này để gam gà. Giờ mình sẽ bằm cho thịt nhỉ, chút xíu để cho nước mắm nó mới ngon. Giờ mình sẽ
cánh gà lại nha các bạn, bề dưới đã vàng rồi. Lúc này mình chỉ chiên khô thôi, chút xíu mình ganh nước mắm lại nhìn nào nó mới đẹp. Trên giấy này mình sẽ chẻ xuôi, bỏ cồi. Như vậy là xong phần nước mắm rồi đó. Giờ mình sẽ gắp gà ra nha. Cái mẻ này chín rồi. Giờ mình sẽ vô mẻ thứ hai. Bây giờ mình sẽ làm nước để gắp gà. Mẻ nấu nha các bạn, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ làm thôi. Lấy đường vô. Bây giờ mình sẽ múc 3 muỗng nước mắm vô. Khuấy đều lên. Bây giờ mình sẽ cho 1 muỗng tương ớt vô nữa. Bỏ vô thôi, quấy đều lên. Thế là mình đã xong phần nước gam gà, chút xíu mình sẽ gam thôi. Cái vàng chín rồi, bây giờ mình sẽ gắp ra nè. Bây giờ mình sẽ thử hành, thử tỏi. Mình sắp lá cải vòng vòng rồi mình để gà trứng giữa hả Phương? Ừ đúng rồi, vậy mới đẹp. Rồi đứa nào không chưa làm, chưa phải làm nè. Ngọc ơi, xách dưa leo giùm đi. Xách lên tết thôi, còn nhiêu trái đây mình cạp. Vậy không thích ăn cạp thì ăn đi. Để gắp cho. Để lâu quá à. Làm mới hấp dẫn ngon. Wow. Quá trời thơm luôn. Gắp ra đi rồi mình đem ra trước mình ăn. Ừ. Gắp nhanh lên mấy bạn ơi. Quá trời ngon rồi. Đói bụng quá, gắp nhanh đi anh ơi. Chịu hết nổi rồi. Ừ, đợi xíu. Rồi, cái cuối cùng nữa bạn, để vô. Xong. Hai mình bưng ra ngoài đi chú Thanh Đại ơi. Ừ. Cả thằng nháo bưng cơm ra nữa là ăn nha bạn. Cơm tới nữa nè. Dạ, nghe các bạn.
bưng ghế ra để ngồi cơm nữa bạn, quá nhiều luôn, hôm nay ăn cho nó no nê luôn. Nước mắm nè các bạn, này là dưa leo nguyên trái nha các bạn, mắm thơm rồi. Để xà lách vô nha bạn. Nè. Dưa leo nè. Không phải đổ dưa leo nữa. Đổ đại. Hoặc là nghe. Phương. Chín cẩm nữa đi. Trên này cũng có nè. Giờ gấp rau nè, đã lên vô. Cơm với gà nha các bạn. Giờ thì rồi chay nước mắm vô ăn. À, em thì em chay nước mắm thôi. Giờ chay nước mắm vô ăn nha các bạn. Quá chị ngon rồi. Chay nước mắm vô. Mình ăn kiêng hay mình ăn rau hơi nhiều. Mới mốt mở quán cơm được rồi đó Phương. Ngon quá trời ngon rồi. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. 'Cause you cơm chứ cấm cơm các bạn ơi, bây giờ giải cái hốc video đi.